tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, tập đoàn Gimec Cộng hòa Pháp đã tổ chức giới thiệu công nghệ chữa cháy 1-7. Đây là phương pháp chữa cháy tân tiến đem lại hiệu quả cao, góp phần bảo vệ môi trường. Là tập đoàn chuyên sản xuất các thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của Cộng hòa Pháp, Gimec mới đây đã nghiên cứu thành công và đưa ra thị trường thiết bị chữa cháy sử dụng công nghệ 1-7 đem lại hiệu quả cao theo công thức. 1.000 lít nước cộng với 7.000 lít không khí cộng với 3 lít bột sẽ tạo ra 8.000 lít bọt chữa cháy 1-7. Bọt chữa cháy 1-7 có nhiều điểm ưu việt. Có thể sử dụng chữa cháy trong tất cả các loại đám cháy. Là phương pháp chữa cháy hiệu quả cao, sử dụng nước và bọt tối thiểu. Làm hạ nhiệt cực kỳ nhanh, 10,3 độ C trên 1 giây. Trong khi đó, nước chỉ giảm 1,5 độ C trên 1 giây. Có thể sử dụng bọt 1-7 chữa cháy để sử dụng chữa cháy trên hiệu điện thế 35.000V. Nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Gimec đã dùng thiết bị công nghệ chữa cháy 1-7 để dập tắt bồn xăng 300 lít. Khi ngọn lửa bốc cháy, nhiệt độ tỏa lan bán kính hàng trăm mét. Nhưng chỉ hơn 2 phút, với một lăng chữa cháy bằng bọt 1-7, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tập đoàn Gimec cũng đã giới thiệu một số thiết bị cứu nạn gọn nhẹ trang bị trên các xe lưu động. Khi các vụ tai nạn giao thông xảy ra, xe bị hư hỏng, việc giải thoát cứu người bị nạn đòi hỏi phải khẩn trương. Những thiết bị phá rỡ cửa xe, kính xe ô tô bằng búa máy loại nhỏ, kìm cắt kim loại, kính thủy lực đa năng đem lại hiệu quả cao. Công nghệ 1-7 thì rất phù hợp với cái địa hình ở Việt Nam, tại vì công nghệ 1-7 là một giọt nước thành tới 7 giọt bọt, nói chung là tóm tắt là 1.000 một khối nước thành tới 8 khối bọt chữa cháy, thì sử dụng nước rất là ít. Công nghệ này rất hiện đại trên thế giới, là có thể chữa cháy điện tới lên đến 35.000V. Sở phòng cháy thành phố Hồ Chí Minh đã trang thiết bị cái công nghệ 1-7 này bắt đầu từ năm nay. Là một tập đoàn quốc tế chuyên về sản xuất và nghiên cứu các phương tiện, hệ thống thiết bị và máy móc tiêu chuẩn, áp dụng phục vụ 5 lĩnh vực: chữa cháy, bảo vệ môi trường, các hoạt động cứu hộ, thông tin liên lạc, cứu hộ trên không. Gimec có một điều đặc biệt, đó là hơn 1/3 công nhân là thành viên của các đội cứu hỏa tự nguyện, nhờ đó mà có được những thông tin phản hồi liên tục về cách thức hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn, từ đó tạo ra những sản phẩm ưu việt.